lại tính được. Cộng kiếm trái bự. Trái này cũng bự nữa chi. Trái này cũng bự hơn. Oh man. Wow nè. Chú hai không? Không, chú hai, chú hai, quay phim, chú hai. Chú ăn thôi. Quay phim với ăn thôi, lời hơn hái. Khỏi ngay khỏi trả tiền. Mặt thấy chết liền á, toàn là thấy nón không. Nó kêu đưa lên mạng, đưa lên mạng thấy ta thấy nón không. Trời ơi, giờ đưa thấy không, thấy không? Đền đi hai dâu nè, tinh 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 tinh. Con ăn là dễ thấy nhất rồi, con đội nón là thấy con gõ nhất á. Con mẹ con kỹ vậy con, nó còn nó còn kỹ nữa kìa, còn lại lặt câu nữa kìa. Đấy. Nó tôi tính hợp chứ đâu phải là nó tính trái đâu. I just wonder. I was snap it to her. Mẹ chứ bự dễ sợ. Ờ chứ. Ừ, tại vì nó trốn ở trong bụi á chứ, chứ bự á. Trời ơi, cho nguyên luôn nè. Anh tặng anh á. Không không cần mong qua tặng hả? Tặng tặng. Rồi tặng tặng cho tả chứ dâu. Con ba kìa. Có trái ngọt chứ. Ừ, có trái ngọt, nó chín ngọt. Để cho mình lấy trước, nó gần lặt bán cho em. Có giá hơn. Ừ. Nó chồng bán mà, nó gì vậy? Giống đi ruộng quá ha. Mấy dân mấy cô đã ở Mỹ đi ruộng hái trái berry nè. Đi gần gần nha, đi quay phim. Được rồi. Bé ngoài. Rồi cứ đi đi, cứ đi đi. Wow.
nên nó có nhiều cái gãy bên đây, nó có nhiều nè, cho nên đi qua hướng bên đây nhiều nè. Giết giết một phi đi giết một phi. Xin ngang đi, dừng xin ngang. Cái dâu đạp xuống sình hết dâu luôn. Memory nào ở ở đường ở chơi gần lát lát xa đó con. Ok. Memory house. Ok. Ủa cậu cúp băng đâu? Xe con này. Không, chơi mấy cái hộp không được. Tôi đang cầm. Ủa sao cái ủa ba đứa không hả? Ủa mình lấy hộp trước khi mình trả tiền hả? Đưa hộp là nó lấy tiền đó. Sao nó khôn vậy ta? Ô gì vậy là em đi lấy xe đi theo mấy người làm gì? Đây là vườn trái dâu của gì không biết, của Mỹ. Nó chỉ vô vườn dâu của Mỹ thôi, mình hái là dâu qua. Dâu của Mỹ trái. Cô gái đi hái dâu. Đi cô gái ở đây nè, em quay nè, chứ đi qua đây. Qua đây, qua đây. Đây nhấp nha nè. Quá chừng ở đây cháy nó bự hơn mới ở chợ. Lại đây nè, ăn, tôi lấy cho đây đường này con. Để chú quay phim thôi nè. Ở đây nè. Đó nó chưa nè. Đây quá chừng luôn. Cái lỗi gì sao quay được? Vì bẻ từ từ thôi chứ đâu mà em bẻ gỗ vô hết được. Lựa trái nào ngon bẻ, chín bẻ chứ. À, trời ơi, trời nó nhiều quá. Bẻ trái nào? Ê, lựa trái nào bự bẻ chứ. Nè, trái bự này nhóc hết trơn nè. Chồng cái này ham chết ha. Hả? Ủa, cà me đâu rồi? Ủa, kìa, cà me bên kia kìa. Sống sống nó ngọt không mẹ? Hả?
đội nón bự, đội nón bít mặt, không thấy mặt mày đây, tưởng đâu Việt Nam mình tưởng mình đi ruộng. Bự. Kẹp vô hai ngón tay cái giật nó ra rồi nè chứ. Không còn bẻ đâu. Giật nó. Dạ hả? Ờ móc nó. Ơi vậy đó. Nó chơi vậy. Anh quay ngược lại anh á anh. Từ thôi em hái từ giờ tới quê phim em hái xíu chạy nhóc gỗ rồi trở về thôi. Không phải đâu, nó ngọt mực á hả, nó ngọt á, phải chế chín nó ngọt. Mày quay em an quay vào đây, quay chứ cậu quen nè. There you go. Thank you, sir. Yeah. Anh quay nó cho được cái chai bên cho Barry. Oh, yeah. Từ em đâu lặt lại lẹ vậy hả? Đầy gỗ bả rồi. Không có, tại em thấy trái nó bự mà. Yếu gì? Trời ơi, từ thôi. Ăn nhảy qua đây con, nhảy bẻ này nè. Để chú quay vô video luôn. Qua này, qua cái bọc 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 ngoài này. Trời nó có camera nó quay nó hư nó bắt đền đó. Không phải là nó giữ em lại cho tôi chặt á. Nên tôi tính mình ăn luôn á. Tôi tính mình ăn luôn là 7 đồng á. Anh nói rồi từ từ nhầm mà bẻ. Ta đi người ta đi hưởng thụ mà chứ phải đi bẻ đâu. Bẻ ít thôi. Tự quay phim tự ăn luôn rồi. Thank you.
thì nó bên đó nó hết rồi đó chứ, cho nên nó có nhiều cái gãy bên đây nó có nhiều nè, cho nên nó đi qua hướng bên đây nhiều nè. Giết giết một hồi đi giết một hồi. Xin ngang đi, dừng xin ngang. Cái dâu đạp xuống sình hết dâu luôn. Cái mặt cả không kìa. Nắng ăn luôn ơi.